Giả dụ như bạn có một chiếc TV và bạn đã quá nhàm chán với truyền hình cáp cùng những cái số lượng kênh hạn chế và không độ phân giải cao. Bạn muốn vào Internet ngay trên TV để đọc báo, để lướt web hoặc xem những cái video mới nhất. Hoặc đơn giản là bạn muốn xem bộ phim tập hoặc phim lẻ mà bạn chưa được xem hoặc đã bị bỏ lỡ. Thì trong video này mình sẽ đưa các bạn một sản phẩm mà có lẽ các bạn sẽ rất quan tâm, sẽ giúp bạn làm được tất cả các điều mình vừa kể trên. Đây là FPT Playbox. Trước tiên mình muốn làm rõ một điều, FPT Playbox không phải là đầu thu kỹ thuật số dùng cho các dịch vụ truyền hình. Đây thực chất là một chiếc Android TV Box giúp biến tích TV thông thường trở thành TV thông minh với dịch vụ Internet. Các bạn có thể xem truyền hình và nhiều dịch vụ khác hoàn toàn miễn phí mà không phải đóng cước hàng tháng. Nhưng mà đương nhiên là nếu các bạn muốn mở rộng các cái danh sách kênh của mình cũng như sử dụng thêm nhiều dịch vụ thì các bạn có thể mua thêm từng gói cước tùy theo nhu cầu của mình. Ok, quay lại với cái chiếc FPT Playbox thì trông nó khá đơn giản, nhỏ gọn. Kích cỡ bằng quyển sổ tay, vuông và bẹt với tông màu đen nên là khá dễ kết hợp với các thiết bị khác trong phòng khách của bạn. Mặt trên có thể thấy là logo FPT Playbox, mặt trước có mắt thu tín hiệu ngoại này, đèn báo trạng thái. Bên trái thì chúng ta sẽ có hai cổng USB, trong đó thì là một cổng USB 2.0, một cổng 3.0. Bên cạnh phải là khe cắm thẻ nhớ microSD giúp các bạn có thể lưu trữ dữ liệu và truy cập trực tiếp trên TV. Phía sau thì khá đa dạng, chúng ta có cổng xuất âm thanh optical này, cổng mạng LAN này, cổng HDMI cỡ lớn này, cổng xuất ra AV tức là cắm vào cái TV đời cũ này. Các bạn cũng sẽ có cổng cắm nguồn và nút bật tắt của thiết bị. Phụ kiện đi kèm chiếc FPT Playbox này cũng rất phong phú. Từ adapter nguồn này, từ dây AV đến các TV đời cũ này, các bạn cũng sẽ có điều khiển từ xa. Và FPT cũng rất chu đáo khi tặng kèm cho người dùng một đôi pin dành cho điều khiển luôn và cả một cọng cáp HDMI nữa. Về thông số kỹ thuật thì chiếc FPT Playbox cũng có thể coi là một chiếc máy vi tính. Khi nó cũng có đầy đủ các linh kiện như là RAM 1GB này, CPU 4 lõi và GPU đồ họa Mali T450 có thể xuất ra độ phân giải tối đa cho video là 4K. Trên thị trường ngày nay thì có rất nhiều loại TV box khác nhau và rất nhiều trong số đó đến từ Trung Quốc. Tuy nhiên, những thiết bị của nhà sản xuất trong nước vẫn đánh giá cao nhờ các gói dịch vụ đi kèm. Đương nhiên khi bạn mua FPT Playbox này, bạn sẽ nhận thêm được dịch vụ ví dụ như là xem truyền hình với hơn 150 kênh này, hỗ trợ độ phân giải cao HD từ National Geographic này, Star Movies này, Star World này, đến cả các kênh Việt Nam như kiểu D-Drama, Channel V v.v. Kể từ khi mình nhận được cái FPT Playbox này về và sử dụng thì cái điều mình hay làm nhất đó chính là xem phim trên kho phim của FPT Play. Đây được coi là một kho giải trí gồm các cái phim và chương trình truyền hình thể thao được phát triển bởi FPT luôn. Thông thường để sử dụng FPT Play thì người dùng sẽ cần phải đăng ký và mất phí. Tuy nhiên thì khi các bạn mua cái FPT Playbox này thì cái dịch vụ đó sẽ đi kèm box vào luôn, bạn không cần phải trả phí nữa. Và các bạn cũng có thể sử dụng FPT Playbox như một chiếc máy tính để lướt web bình thường với các ứng dụng tìm kiếm như là Google này, xem video YouTube này, nghe nhạc trên các trang web như là Nhạc Số, Dinh, Nhạc Của Tui, thậm chí là cả hát karaoke luôn. Nhưng mà mình thì có giọng hát khá là bị đực nên là mình không hát karaoke bao giờ. Nhìn chung thì với cái mức giá là chưa đến 1,9 triệu nếu mình nhớ không nhầm là 1.899.000 ấy, đấy, chưa đến 1,9 triệu đâu. Thì FPT Playbox là một cái thiết bị khá đáng tiền với tốc độ xử lý khá là mượt mà và giao diện tương tác tốt. Bất kể độ tuổi nào, từ bố mẹ đến ông bà mình, sờ vào cái điều khiển phát bật nhanh nháy luôn đều có thể sử dụng và dễ dàng làm quen. Và đi kèm đó là một nội dung giải trí phong phú và được update thường xuyên với FPT, phụ kiện cũng rất là nhiều nữa. Và vừa rồi thì mình đã giới thiệu các bạn cũng như là review nhanh gọn chiếc FPT Playbox. Hy vọng nếu các bạn đang có một cái TV mất ở xóm không biết dùng làm gì vì Internet có quá nhiều thứ rồi thì các bạn có thể sử dụng chiếc FPT Playbox này để làm một thiết bị giải trí mới, nói chung là mở rộng cái kho giải trí dành cho cái TV của bạn. Hy vọng bạn thấy video này hữu ích. Nếu thấy hay thì đừng quên like và dở quá dislike, còn quá hay thì nhớ subscribe nhé. Và mình là Sopmel. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong các video khác.